cái con gầy phấn trắng các bạn, nó gây hại mà nặng nhất là những cái triệu chứng mà chúng ta thấy rõ nhất ở trên ruộng các bạn, là những cái nơi mà nó cái cây nó vàng các bạn, những cái gò rồi đó, và những cái bụi lúa nào nó sinh trưởng kém thì những bụi lúa đó nó sẽ vàng nhanh hơn các bạn, do nó thiếu dinh dưỡng các bạn, thì chúng ta sẽ thấy nó vàng rất rõ rệt. Trời ơi, lúng không xong. Các bạn thấy không? Ý trình lúa cấy của mình đó, thấy không? Này là mật số rất cao. Số cao quá thì cái những cái con thiên nhện đồ này nọ, mấy thiên địch ở trên ruộng các bạn, thì nó cũng không quản lý nổi, thì buộc chúng ta phải can thiệp bằng thuốc và bảo vệ thực vật. Lúa cao quá khó đi quá các bạn. Hiện tại thì lúa nó đã cao ngang ngực mình. Trên cái lúa cấy mình là nó ít ảnh hưởng bởi cái con gầy phấn trắng này nha các bạn, nhưng mà thật sự mà nói cũng có ảnh hưởng chứ không phải là không nha các bạn. Nè, chúng ta thấy những cái chớp lá mà nó chuẩn bị vàng vàng đó các bạn, là nó đã bị gây hại rồi đó các bạn. Nè, xa xa chúng ta thấy những cái lá này là do gầy phấn trắng gây hại hết đó nha các bạn. Thì hôm bữa có hai anh em bên công ty Tân Thành này, mình hỏi nó cái này là bị cái gì nó cũng chưa xác định được. Thì khi mà chúng ta ra ruộng mà thấy có một số lá mà nó hơi vàng vàng vậy đó các bạn, thì đó là chắc chắn là nguyên nhân là gầy phấn trắng nó gây ra. Thì